khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện phật dạy tư duy và tạo tác đều lìa tự tánh thì tại sao có thể nói có sở duyên hiện khởi thiện hiện đáp tuy các tư duy tạo tác và pháp sở duyên tự tánh đều là không nhưng do tự tâm thủ tướng phân biệt nên nói tư duy tạo tác có sở duyên mới sanh nếu không có sở duyên thì tư duy và tạo tác không khởi bấy giờ cụ thọ xá lợi tử lại hỏi cụ thọ thiện hiện nếu Đại Bồ Tát trong mộng tu hành, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, đem thiện căn này ban cho các hữu tình đều có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì Đại Bồ Tát ấy có phải thật hồi hướng Đại Bồ Đề chăng? Khi ấy, cụ thọ thiện hiện nói với xá lợi tử. Đại Bồ Tát từ thị, từ lâu đã được thọ ký bất thối chuyển, chỉ còn cách một đời nữa nhất định sẽ thành Phật, đủ khả năng khéo léo trả lời tất cả nạn vấn. Hiện tại trong pháp hội này ta nên thỉnh vấn Ngài, bổ sứ từ tôn nhất định sẽ trả lời. Khi ấy xá lợi tử theo lời thiện hiện cung kính thỉnh vấn Bồ Tát Tử Thị Khi ấy Bồ Tát Tử Thị nói với xá lợi tử Gọi tên là những pháp gì để Tử Thị ta có thể giải đáp là sắc chăng, là thọ tưởng hành thức chăng? Là cái không của sắc chăng, là cái không của thọ tưởng hành thức chăng? Và lại sắc chẳng có thể giải đáp, thọ tưởng hành thức cũng chẳng có thể giải đáp, cái không của sắc chẳng có thể giải đáp, cái không của thọ tưởng hành thức cũng chẳng có thể giải đáp. Vì sao? Này xá lợi tử, ta hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào năng giải đáp, có pháp nào sở giải đáp, chỗ giải đáp, thời gian giải đáp, và do đó mà giải đáp cũng đều chẳng thấy. Ta hoàn toàn chẳng thấy có pháp năng thọ ký, có pháp sở thọ ký, chỗ thọ ký, thời gian thọ ký, và do đó mà được thọ ký cũng đều chẳng thấy, vì bản tánh của tất cả pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu, không hai không phân biệt, rốt ráo suy vi chẳng thể nắm bắt được.